bạn nha. Hôm nay mình ra vườn hái bưởi với ba. Bưởi trái quá trời luôn. Đợi Hoàng Dung về ăn. Và nhiều lắm. Đây 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 nè, hứng 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 Hoàng. Đó. Trời ơi, trái bưởi chín ghê luôn. Đã chưa? Đi để nó hư cây như này nó hết ngon. Vậy mà bữa không bẻ gì cho bà nội. Để chị cả đống đây. Thôi bữa tưởng đâu là hết bữa chín rồi nên không có hỏi. Ừ, còn nữa không vậy? Shipper kia, shipper gửi về. Phải đang leo cây để hái nữa nè. Tiếc hôm bữa mới đây Dung xuống Mỹ Tho mà mình tưởng đâu hết trái rồi. Ông ngoại nó chín quá trời luôn. Tưởng đâu là ngán rồi nên không muốn ăn nữa nên ông ngoại không có hái. Ô dạ. Xa quá ông ngoại. Gãy không? Vô. Được 3 trái. Mũi nó bu kìa là thấy rõ ràng luôn á. Mà vô xịt thuốc cho em nha. Mà ngộn nha. Nè 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 nè. Đâu? Mũi như mỏng lét à. Nhỏ xíu à. Đó 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 đó. Mà con cái nó chích tụi mình không à. Ở đây không ai chích á, nó không chích ai, chích mình không à. Anh nói mấy này về chích nó hơi máu nó trầm trọng béo lắm ha. Em vô đi con. À chích đi tìm cái mùi á. Mai gọt ăn nha, cái chan thấy còn dính tay vậy. Về đây em ban bữa cho. Cái gì nhà không gì ngoài bưởi. Ồ trái nó bị ấy nè. Rồi chắc đục luôn. Tại vì nó để nó ăn cay thêm chứ đâu có làm chuyện gì đâu. Ba trái bưởi. Ủa đâu ông ngoại nói đâu bưởi chín. Chị thấy cái bưởi kia chín bị âm đục kiểu hoài. Quang lại vậy. Rồi, rồi xong. Rồi xong. Đây đây đây. Xong. Đi lại rửa cho sạch. Trái bưởi ngon ghê không? Trái bưởi hôm bữa mà chín mà khô chín vàng luôn á mẹ. Dễ hơn dưới mà bà nội cái hiên nó không có hư, ăn ngon. Quá trời ngon không? Giờ đóng khùng mà gửi cho Mỹ Tho đi vào. Quá trời đã hả? Hết sảy con bà bảy luôn. Đã lắm. Bởi vừa cái này làm ăn là vừa đúng luôn á, không có khô. Đã. Mẹ nói ăn cho đã đi, mẹ mốt về Pháp có ăn. Thật sự bên Pháp đâu có bưởi. Đó. Có bưởi nhưng mà bưởi của Tàu nó không ngon đâu. Bưởi của mấy anh Trung Quốc thôi. Dạ. Nó ngon bằng bưởi này. Bây giờ mấy anh Trung Quốc mình ấy lắm. Bữa này là bữa da xanh. Có người hỏi Dung là mình ở đâu. Mình ở ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hồi xưa là mình thuộc huyện Nhân Long Thành. Sau này cái nó chia cắt ra làm
hình như là bắt đầu từ cầu Phước Hiền trở về á, trở về Phú Hữu, Phú Hạnh, Phú Hội này kia, thành huyện Nhân Trạch, phải không ba? Bắt đầu từ cầu Phước Hiền phải không ba? Mà không biết sao chia cắt vậy ha? Hồi trước thì cũng như vậy. Ở đâu? Hồi trước thì Nhân Trạch thì nó cũng có cầu Phước Hiền, rồi sau giải phóng mới tách nạp phải là đầu huyện Nhân Long Thành. Nhân Trạch là Long Thành, Nhân Trạch là một huyện. Ba nói là hồi xưa là chỗ của mình ở cũng là huyện Nhân Trạch, có nghĩa là hồi xưa đã là huyện Nhân Trạch rồi. Phú Hữu, Phú Thạnh, Đại Phước là Đại Phước, rồi xong là bắt đầu qua lên qua Phà Cắt Lái là đi lên Sài Gòn á, là huyện Nhân Trạch rồi. Cái sau đó là mới đầu sáp nhập với lại Long Thành, trở thành là huyện Long Thành. Mà sau này thì nói là quản lý không nổi hoặc là sao không biết, nó đông quá hay sao á, sau này mới tách huyện ra con ơi. À, đông quá sao á, mới tách huyện này. À. À. Hồi xưa Nhân Trạch là Nhân Trạch, Long Thành là Long Thành phải không mẹ? Sau giải phóng thì nó sát nhập lại là thành một huyện Long Thành. Rồi sau này lại chia ra nữa. Chia ra là huyện Nhân Trạch trở về huyện Nhân Trạch. Tại vì nó quá lớn. Ui da. Đứng ăn bữa rồi con không yên nữa. Mũi chích quá trời chích luôn. Ở nhà mình á thì đa phần là bưởi. Bưởi là nhiều nhất. Còn ví dụ như còn mấy cái loại sầu riêng nè, mít, bồng bon hay mẵn cục á, chôm chôm thì mỗi thứ có 2-3 cây thôi. Để ăn chơi thôi chứ không có bán gì. Còn nếu mà bán thì đa phần là bán bưởi nhiều hơn. Bữa nhà mình ngon, ba chồng nó không có bỏ con hóa học. Suốt ngày cứ lụi cụi nhổ cỏ, dọn dẹp vườn. Ở đây muỗi dữ lắm tại vì nó gần rừng nè. Ở trên đó là rừng không à, xung quanh là toàn là rừng hoặc là cây cối như thế này, cây ăn trái. Dạ. À, dưới ngoài kia là mương nữa hả? Nên nó là muỗi nhiều lắm. Lúc mà có mưa muỗi nó càng nhiều hơn nữa. Kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem và hẹn gặp lại video sau.